Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng trong cuộc lướt lá của chủ nhật lễ lá 5b. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Má-cô khi các ngài đến gần Jerusalem Bethphage và Betania về phía núi cây dầu. Chúa Giêsu sai hai trong số các môn đề của người đi và bảo các con hãy đi vào làng trước mặt kia vừa vào làng các con sẽ thấy ngay cột sẵn đó một lừa con chưa hề có ai cởi các con hãy mở dây mà dẫn về và nếu có ai hỏi các con tại sao các ông làm thế thì hãy nói Chúa cần đến nó xong việc người sẽ trả lại đây ngay Họ ra đi và thấy lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàn, và họ mở dây cho nó. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi họ rằng, các ông làm gì mà mở dây cho lừa con vậy? Họ đáp lại như lời Chúa Giêsu xu căng dặn, và người ta để cho họ đem đi. Họ dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo của họ lên mình lừa, và người cởi lên nó nhiều người trải áo xuống đường, những người khác rải nhành lá mà họ đã chặt ở ngoài đồng. Kẻ đi trước, người theo sau tung hô rằng, hoang hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoang hô trên các tầng trời. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, hôm nay chúng ta cử hành lễ lá bắt đầu bước vào tuần thánh, tuần cao điểm nhất của cả năm phùng vụ, tưởng niệm những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là những ngày cuối cùng của cuộc đời của Chúa Giêsu. Tất cả những việc làm của Chúa Giêsu trong tuần thánh đều diễn tả tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ngài lập bí tích thánh thể là bí tích yêu thương Ngài hiến trọn thân xác mình làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Ngài còn dùng cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Một hành động diễn tả tình yêu đến tột cùng. Nhưng sau cái chết nhục nhã trên thập giá, Ngài sẽ sống lại vinh quang để đem lại cho chúng ta sự sống mới và bảo đảm phúc trường sinh với chủ nhật lễ lá, hội thánh cử hành việc Chúa Giêsu hiển hách tiến vào thành Jerusalem, được dân chúng vừa cầm lá vừa tung hô và đọc bài thương khó để nhắc về cuộc khổ nạn của người. Hai cử hành này được liên kết chặt chẽ với nhau trong thánh lễ. Với bài tin mừng trong cuộc rước, thánh sử Marco cho chúng ta thấy hình ảnh của một vị vua chính là Chúa Giêsu Ngài đón nhận lời tung hô của dân chúng. Chúa Giêsu là vua nhưng Ngài không có ý thu nạp quân đội hoặc âm mưu lật đổ chính quyền La Mã. Chúa Giêsu là vua các vua nhưng rất khiêm nhường. Ngài muốn cho người ta hiểu rằng con đường Ngài đi và hành động của Ngài chính là để ứng nghiệm những điều đã được các tiên tri loan báo trong Cựu Ước. Chúa Giêsu dùng con lừa vào thành Jerusalem vì Ngài không muốn người ta hiểu lầm Ngài là một nhà giải phóng quân sự hay chính trị. Chúa Giêsu muốn người ta hiểu rằng Ngài là một vị vua hòa bình, hiền từ và khiêm tốn. Vua chinh chiến thì cưỡi ngựa, còn vua hòa bình thì cởi lừa. Chúa Giêsu vào thành không phải để làm vua theo ước muốn của dân chúng, nhưng để thi hành một sứ mệnh siêu nhiên đòi phải từ bỏ hết mọi vinh hoa quyền thế cho đến cả sự sống của mình. Chúa đã chuẩn bị như thế, nhưng xem ra nhiều người đã không hiểu ý của Ngài. Ngày các môn đệ cũng lấy áo choàng của mình trải lên lưng lừa, dân chúng cũng chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy. Sự hồ hởi của họ có lẽ phát xuất từ ý tưởng giải phóng hôm nay ngày giải phóng đã đến rồi vị anh hùng đã xuất hiện quả thật đây không phải là một vị vua có tính cách chính trị nhưng là một vị vua hòa bình chính vì vậy giáo hội cho chúng ta đọc bài thương khó trong ngày lễ lá hôm nay một vị vua đến không bằng vũ lực nhưng bằng cây thánh giá cây thánh giá là hình ảnh của con đường thánh giá con đường thánh giá là con đường đau khổ mà con đường đau khổ lại giúp chúng ta chế ngự nết xấu và nâng cao tâm hồn. Đau khổ diệt trừ những độc ác tột độ của con người tội lỗi. Đau khổ kéo chúng ta ra khỏi những cám dỗ của thế gian. Nhưng đứng trước cuộc khổ nạn, chúng ta thấy dường như nơi Chúa Giêsu có một cuộc giao tranh giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Vì Đức Giêsu thấy toàn bộ vực thẳm xấu xa và kinh hãi của kiếp người mà người đang mang vác trên mình và trải qua. Quãng đường phía trước là bao chông gai gian khổ. Đó là giờ phút đối diện với sự chối từ của con người, là giờ phút đối diện với cuộc hành hình và cái chết. Cảm nhận về nỗi sợ hãi trước những đau khổ sắp xảy ra với mình của Đức Giêsu vượt xa những gì chúng ta có thể cảm nhận được. Trong sự đối kháng của bản tính tự nhiên con người chống lại sự chết và những gì khiếp sợ, Đức Giêsu đã vượt thắng cơm cám dỗ làm trái ý Thiên Chúa. Xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn. Lúc này ý muốn của Giêsu con người đã trở thành một với ý muốn của Chúa con và cũng trở thành một với ý muốn của Chúa cha. Mọi nỗi sợ hãi về đau khổ, về cái chết đã bị bẻ gãy để đưa đến lời xin vâng hôm nay cử hành việc chúa vào thành phục vụ muốn đưa chúng ta đi theo người cho đến khi chết trong mộ để có như vậy chúng ta mới hy vọng cùng người trỗi dậy trong đời sống vĩnh cửu giáo hội muốn chúng ta đào sâu để xác tín và để sống bất cứ ai muốn theo chúa thì phải theo ngài cho đến chết phải cùng chết với ngài thì mới được phục sinh qua đó chúng ta rút ra được bốn bài học cho đời sống đức tin của mình thứ nhất chúng ta hãy bước theo chúa chúa đã đi trước làm gương cho chúng ta và ngài đã đi đến cùng vậy chúng ta được mời gọi bước theo chúa đến cùng thứ hai chúng ta hãy bước tới với chúa chúa đã không trùng bước không bước lùi trước đau khổ nhưng bước tới để vượt qua nó Vậy chúng ta cũng bước tới với Chúa trên hành trình dương thế đầy gian khổ này vì có Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Thứ ba, chúng ta hãy vững bước, hãy tin vào Chúa, đừng sợ hãi. Đau khổ, thử thách, gian khó sẽ là cơ hội để trui rèn đức tin của chúng ta vào Chúa. Thứ tư, chúng ta hãy bước những bước thật chắc chắn. Đừng lo lắng, hãy phó thác nơi Chúa. Chúa Giêsu đã đi hết con đường thánh giá, Ngài sẽ thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta cũng có thể đi hết con đường thánh giá của mình. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Đức Giêsu con Chúa phải đi qua con đường thánh giá mới vào được vinh quang. Xin cho mỗi người chúng con luôn noi theo đường lối của người để làm vinh danh Chúa. Amen.